Hồi trước con và thằng Minh quen nhau chưa được bao lâu thì đã có bầu rồi phải cưới. Tính tình thằng Minh nó ra sao, gia đình nó như thế nào con cũng không biết. Mày không có yên tâm được. Em nghĩ sao vậy? Em định lấy cái này ra để ra giá cho anh đó hả? Giờ anh cấm xưng anh mà anh còn nói chuyện được như vậy hả? Em ở lại đây với một ngày, anh sẽ xóa tất cả số nợ 500 triệu đó. Em thấy sao? Sao nên anh về trễ vậy? Anh vẫn muốn gắn bó với cô ta hả? Anh cũng cần phải có trách nhiệm chứ. Chị cô ta có trách nhiệm với ai không? Cứ cho bà Cùn à? Không, tôi ngửa bài. Chị với ảnh có gì với nhau hay không á thì tự lương tâm chị biết. Chị muốn đòi tiền anh Hiệu hả? Thì cứ ảnh ra mà đòi. Bình đập bể thì cũng có tiếng vang. Tôi bị ép thì cùng lắm nhục chung với mấy người. Tôi có cái gì mà phải sợ? Nếu có như vậy thì con cũng phải chịu thôi. Con làm sai mà má. Trời đất, con nói vậy nghe sao được con? Con là đàn ông mà để cho vợ cấm sừng rồi thì cô ta không xứng đáng. Cô ta sẽ hại anh ấy. Em đừng có nghĩ như vậy. Biết đâu Mai thật lòng với Bình. Cô ta cũng đừng nói với anh vậy hả? Xin lỗi vợ của anh. Nếu không có con trai của chị á là con gái tôi đâu có khổ như vậy. Không có con gái của cô á thì con trai tôi không bỏ đi đâu. Nó bắt cóc là bắt cóc mà chị.